tôi đặt ra câu hỏi này vì theo một số liệu báo cáo của Master về cái tỷ lệ mà gà giết mổ ở các tỷ lệ bị nhiễm khuẩn ở các cơ sở E. coli là chiếm 98%, Campylobacter là chiếm 16% và Salmonella là 28,3%. Thì cái tỷ lệ nhiễm khuẩn nó khá là cao. Thì chúng ta đang nói cái vấn đề mà về cái đùi gà ngoài thị trường á. Nếu dùng từ mà ăn thịt gà thì tôi nghĩ ở đây tất cả mọi người đều có ăn, mà như vậy chúng ta nên an toàn người ta mới ăn. Nhưng mà trước đó là có an toàn hay không thì bây giờ chúng ta bắt đầu mới trao đổi đây. Không, thật ra thì Ngọc Anh nghĩ là một cái thịt gà mà đã được nấu chín rồi thì mình ăn là chắc chắn nó an toàn. Nhưng mà nếu một cái thịt gà sống thì nó còn phụ thuộc nhiều yếu tố khi mà mình giết mổ, rồi xong rồi bảo quản, rồi xong rồi chế biến. Thì cái đó nó làm cho những cái an toàn thực phẩm nó không có. Tất nhiên là trong ngày nay thì người ta tôi chưa bao giờ nghe nói ăn gà tái hết. Lúc nào chúng ta cũng ăn gà chín, nhưng mà gà này với điều kiện, với cái thời gian làm là bao lâu, bảo quản như thế nào? Chứ nếu như cái gà này hôm qua là chuẩn bị từ ngày hôm qua hôm kia tới giờ mà quên bỏ tủ lạnh mà giờ nấu chín thì có, xin lỗi tôi không dám ăn. Giống như bác sĩ Đạt vừa nói đó, thì trong cái thịt gà người ta đã thống kê ra được có rất là nhiều loại vi khuẩn khác nhau. Nếu bây giờ chúng ta dùng tay không, chúng ta cầm thịt gà rồi chúng ta lại dùng cái tay đó chúng ta mở vòi nước để rửa, thì động tác bình thường là phải rửa miếng gà trước khi mình chế biến. Thì cái tay mình cầm lên vòi nước là mình đã đem cái vi khuẩn từ cái miếng gà lên cái vòi nước, rồi sau đó mình đưa cái miếng gà ra chỗ khác thì ngay chỗ đó mình đâu có rửa sạch hết được cái vi khuẩn, lại đưa cái miếng vi khuẩn ra đó. Rồi chưa kể là lúc đó với cái tay không như vậy lại bóc hành tiêu rồi mấy cái hũ gia vị thì lại vô tình đưa cái vi khuẩn lên hũ gia vị. Đúng là chẳng nhẽ giờ mình tự nói mình là bác sĩ nhìn đâu cũng thấy vi trùng. Vì khi cái nguồn lây nhiễm như bác sĩ Đạt vừa nói ngay từ đầu đã bị như vậy. Rồi khi chúng ta mua về, chúng ta cầm về. Và đương nhiên chúng ta khi rửa gà chả nhẽ lại mang bao tay. Như vậy chẳng khác gì chúng ta đã lây nhiễm từ những cái vi trùng từ miếng gà đã đi khắp trong cái gian khu bếp cũng như là trong gia đình của chúng ta. Nhưng vấn đề trong khi chế biến, thông thường miếng gà thì mình không thể nào mình lấy một miếng mình nấu mình ăn luôn cả miếng. Thường thường mình phải chắc nhỏ ra hoặc chặt nhỏ ra. Như vậy nếu mà cái thớt mình lây nhiễm như vậy thì cái thớt đó sẽ tiếp tục chế biến những đồ ăn khác. Nhưng mà không phải là nhà nào cũng đang chuẩn bị sẵn hai chiếc thớt, là một chiếc thớt chuyên để chế biến thịt sống và một chiếc thớt thì chuyên chế biến những đồ đã chín. Cũng tương tự như vậy, ngoài cái thớt, cái dao mình cũng phải chứ còn phải phân biệt riêng là cái đồ nào là chế biến cho đồ sống, một cái đồ nào chỉ để chế biến cho đồ thực vật mà thôi. Thế thì mà một mấy cái miếng gà mà bảo đảm rằng là phải ở nhiệt độ ít nhất là khi mà chúng ta luộc chẳng hạn hay là chiên xào gì đó, thì cái nhiệt độ của miếng gà ít nhất phải từ 75 độ C trở lên thì mới bảo đảm được rằng là những cái vi trùng mà bác sĩ Đạt nói hồi nãy yên tâm là nó đã tạm thời ngủ yên. Không hẳn là như vậy, nhưng mà trên thực tế rằng là không phải là ai đi nấu đồ ăn thì cũng đem thả cái nhiệt kế vào để đo. Thì có một cách đơn giản là chúng ta để vào trong nước sôi, chắc chắn là nước thì chúng ta biết là sôi ở 100 độ. Và khi mà để chế biến thức ăn ở trong nước sôi một thời gian như vậy thì đó cũng là một cách mà chúng ta đảm bảo được là thịt gà đã được nấu chín. Tuy nhiên cái vấn đề, cái con số mà viện Pasteur đưa ra đó, mục đích là giống chúng ta cảnh báo được cái tình trạng nhiễm khuẩn và từ đó hướng dẫn những cơ sở giết mổ để có kế hoạch mà thực hiện cái vệ sinh hơn. Và một điều nữa chúng tôi cũng muốn nhắn gửi đến, đó là chúng ta cần phải thật nghiêm túc trong vấn đề là chế biến các loại thực phẩm sống, cũng như là chúng ta cũng phải thật là tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Và một chủ đề tiếp theo mà chúng tôi cũng muốn đề cập đến, đó là một nghiên cứu của Đại học Colorado.